Nếu các bác không có bàn gì, tôi chỉ được nói chuyện sơ qua về cái vấn đề mà ngoài cái vấn đề tôi đi cái APEC có những cái vấn đề như thế này. Tôi đi vào ngày mùng 1 Tết, đài truyền hình VTV9, VTV1, VTV2, VTV4 đồng loạt sẽ chiếu cuốn phim mà gọi là tôi quên mất, mùa xuân hội hội ngộ, cái là có một cái hội ngộ mùa xuân cái gì đó. Nhưng mà thường thường mỗi một năm đó, là bên Việt Nam đó, họ có một cái đề xuất này, cái các đài truyền hình nào đưa ra một cái đề xuất nào hay đó thì họ chọn cái đề tài đó. Thì năm nay đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh VTV9 họ thắng thì trong cái chủ đề của họ đó, thứ nhất là cái nghệ sĩ Thanh Thúy. Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thúy là nghệ sĩ ưu tú. Thì cô đã từng đóng cái vai cách đây 20 năm, đóng vai cô Võ Thị Sáu, bà Võ Thị Sáu. Cô Võ Thị Sáu là lúc chết là có 17 tuổi. 17 tuổi mà lúc chết năm ngày mùng 1 tháng 12 năm 1952. Do Pháp nó giết. Lúc đó thì mình chưa chia đôi đất nước, hay là lúc Pháp hay còn cai trị miền Nam. Cái người tù ở Côn Đảo là một giáo sư trường Patrick Ký của Việt Nam Cộng Hòa, ông Lê Quang Vịnh. Ông bị tù 14 năm. Thì năm 62 đó, ông đi vào trong bưng. Là theo lời cái buổi họp đầu tiên của các phong trào trên thế giới đòi hỏi cái nhân quyền về cái vụ mặt chế độ Ngô Đình Diệm, thì vào trong đó bị bắt. Ông bị bắt liền, bắt từ lúc đó cho tới ông bị lên án tử hình, nhưng mà nhờ được cái quốc tế can thiệp, nhất là cái phái đoàn nhân quyền của Mỹ, cái dân biểu Mỹ qua đó, họ qua đó, thành ra ông thoát được cái án tử hình đó. Thì trong ở ông bị tù Phú Quốc, ở Côn Sơn. Ở Côn Sơn nó có rất nhiều nhà tù. Nhà tù Phú Hải, nhà tù Phú Sơn. Ở Phú Sơn á là giam toàn hoàn toàn những cái tù trên nhánh trị. Kể cả ông Lê Hồng Phong đã từng bị tù ở đó. Ông Nguyễn An Ninh, hoặc là ông bà Trương Mỹ Hoa. Trương Thị Mỹ Hoa là bà ấy còn sống. Rồi ông Lê Thanh Hải. Rất nhiều người bị trốn. Còn cái bên Phú Quốc á, thì gọi là cái chuồng cọp. Phú Sơn á, thì là bên này Phú Sơn, Phú Hải là cái chuồng cọp. Lò vôi ở dưới kia nữa, nó có hai cái chuồng cọp. Thì cái chuồng cọp đập đá, có bài thơ của cụ Phan Tiêu Trinh đã đập đá tại lấy lý do tại sao họ không có máy, mà họ mang đá vào trong đó, họ bắt mình phải đập những cái tảng đá ra mà dưới cái nắng chang chang, mà họ đưa ra lúc 10 giờ sáng, mà lúc 10 giờ sáng là bắt đầu mặt trời bắt đầu nóng cho tới 2 giờ. Trong cái khoảng thời gian 4 tiếng đó mà không có mái che, mà tù nhân á là coi như hầu như là đó phải cởi trần hết, không có chuồng luôn nữa, tại vì trong đó có những cái bức hình của Pháp còn để lại. Cả một cái tập thể đi cởi chuồng hết, đàn ông cũng như đàn bà, nghĩa là không có quần, không có áo. Thì và cái điều mà cái rất khổ ở đây đó là những người phụ nữ đó. Tại vì đàn ông thì không sao, nhưng phụ nữ cứ mỗi tháng là phải có một cái kỳ, mà bây giờ nó không cho đi rửa, và trong phòng thì không có cầu tiêu và không được đi ra ngoài, đào một cái lỗ nhỏ hoặc là tự đóng mình cho đóng một cái thùng nó cao chừng này. Đấy. Chung là để rồi đó, để phân trong đó 10 ngày mới được đi đổ phân. Và còn nếu mà mình đào cái lỗ ở dưới đó, họ đào, nó đào sẵn cái lỗ ở dưới đó, thì mình xuống vô đó thì cái lỗ đó nó không đi sông đi đâu hết, nó cứ nằm ở đó thôi. Thì đó mình cũng phải ngửi, tự mà mình ngửi cái mùi đó. Mà những chị phụ nữ đó là khổ như này đó. Là tới ngày có tháng đó, xé áo ra để nịt, hoặc là xả máu ở vào trong những cái chỗ cái bồn tiện đó. Đó là xin lỗi các bác, vào trong đó thấy rằng là vừa xem mà nó vừa nổi da gà. Thì cái mà khổ nhất là khi mà họ bị xé hết cái quần áo ra rồi đó, là không còn gì để mặc,
không có thay, tức là ở chuồng luôn. Tức là nuôi như súc vật. Nuôi như là nuôi súc vật. Dạ. Và họ còn một cái độc ác này nữa, ở bên trên bên Phú Sơn đó, chúng tôi đi vào chuồng cọp đó. Ở bên thì ở bên bên Phú Hải đó, thì cái chuồng cọp, trong cái chuồng cọp đó đó có những cái nhà ở dưới nó, họ chất khoảng chừng là 2-3 tù nhân trong một cái phòng rất là nhỏ, giống như cái chỗ mình ngồi đấy, cái gọi là khoảng chừng cái là khoảng 1 mét vuông, trên để một cái thùng vôi và để một thùng nước. Tù nhân dưới này phản đối đả đạo hay là đòi hỏi gì là cho tăng vờ khẩu phần ăn, cái là nó đổ xuống, vôi xuống, vôi xuống mà nước đổ xuống suối thì cái người kia đổ lên, tiếp nước, nước nó sôi lên, nước gặp vôi thì nó nóng, nó sôi lên, nó làm cho người có người chảy ra mù cả mắt luôn, mù mắt luôn đấy. Và cái những cái sự độc ác mà chúng tôi rất là xúc động. Có 2 lần chúng tôi xúc động ở đây, mà cái này đó, chúng tôi xin lỗi cho phép chúng tôi được xin một cái tâm linh. Chúng tôi biết rằng cái giọt nước mắt của tôi đó đã làm cho cái mình, cái hình ảnh nó bị lung lay lên. Khi tôi vào cái phòng để trên nơi đây đã giam giữ đồng chí Lê Hồng Phong, thì tôi cầm cái máy, nó nói rằng đó, hậu bối Nguyễn Phương Hùng xin kính chào đồng chí Lê Hồng Phong. Thì tôi thấy cái tay của ông ấy, mặc dù đây là một cái tượng sáp, nhưng mà cái tay nó rung. Tôi biết chắc chắn là không phải, sự thật là không thể nào tay rung được. Tôi cho là nước mắt của tôi nó mờ đi, nó làm ấy. Nhưng mà tôi biết chắc chắn là có một cái sự rung động. Cách lần thứ hai khi mà chúng tôi nói chuyện với ông Lê Quang Vịnh ấy, thì chúng tôi đóng tất cả là 4 cảnh. Lần đầu tiên chúng tôi gặp anh Lê Quang Vịnh lúc mà tôi đi ở Phú Hải, 2 người đi qua mặt nhau và nhìn nhau một cái rất là nhanh, không chào nhau. Cái lần thứ hai thì chúng tôi đi ra ngoài bờ biển, thì cũng gặp ở bờ biển đó, cũng gật đầu, nhưng mà lần này thì gật đầu là mỉm cười với nhau, là tại vì cũng thời gian đi Tết đi về, đi ra Côn Đảo rồi thì đi thăm cái đó, thăm cái những trại tù đó. Cái lần thứ ba đó thì gặp ở trong nghĩa trang Hoàng Dương, Hàng Dương. Nghĩa trang Hàng Dương đó là nơi mà chôn khoảng chừng trên 9.000 ngôi mộ, khoảng chừng 200.000 cái ở Côn Đảo đó là hầu hết là những tù phạm về chính trị, còn ở Phú Quốc là những tù binh, tức là có đánh nhau thì bị ở Phú Quốc. Đấy. Thì cái ở trong cái Côn Đảo đó thì nó có là Phú Sơn, Phú Hải, rồi có một cái trại tù sau này đó gọi là Phú Bình và Phú An, thì do Mỹ thành lập, nó gọi là trại tù, gọi là chuồng cọp của Mỹ. Thì cái chuồng cọp của Mỹ đó, nó nhìn ra mới hình thức đó, nó có vẻ là nó văn minh hơn là của người Pháp, nhưng mà thật sự rằng nó cũng độc ác không thua gì người Pháp. Là lý do tại sao cái cánh cửa đóng lại nhà tù bằng sắt và có một cái cánh nhỏ lên để mở lên xong đưa thức ăn vào. Thì tới giờ đó thì những cái người tù đó, cái cai tù nó tới, nó kéo lên tập xuống để đánh những người tù, biết là để ra nghe chói tai luôn ở trong cái phòng nó kín. Lúc mà anh cái người một rồi thuyết giảng đó, anh ấy kể cho nghe, anh cầm kéo lên cái nghe nó cái tiếng on ấy, mà gần đó mười mấy cái cánh cửa nó làm dập. Thì tôi có hỏi rằng họ làm một lần hay là họ làm lần lượt, thì anh ta nói là không biết là họ làm chung một lần hay là không, nhưng mà tôi nghĩ rằng có lẽ là họ sẽ đi lần lượt. Cái cánh mà nó kêu cái tiếng là nó vào nó xoáy cái lỗ tai, mà những người tù mà suốt ngày không nghe tiếng động không gì hết mà bị nghe cái tiếng đó, nó còn như là còn khó chịu hơn là những cái ấy. Mà còn thêm có những cái lu xong rồi nhúng cột chân người tù xong rồi thả vào trong cái lu đó đựng nước, xong rồi có những cái chày để đóng vào, gõ vào trong lu, để trong cái thành lu, để cái đó là để cho những người mà chống chờ cờ mới lại chống. Dạ vâng. Họ bắt là người tù, nếu mà người nào đó nhất là tuyên bố là
bỏ Đảng Cộng sản. Đạp cờ đó. Bỏ Đảng Cộng sản, đạp cờ, bỏ Đảng Cộng sản. Giống như là kiểu Đào Minh Quân bây giờ đạp mặt Hồ Chí Minh ấy. Đấy. Ừ. Thì nếu mà người nào không làm á, thì họ sẽ bị đưa ra ngoài cái ngoài phơi nắng này. Còn cái thứ hai nữa đó là phải đứng chào cờ Việt Nam Cộng Hòa. Đấy. Thì tôi nói là cái gì ở trong cái tư tưởng người ta, cái làm sao mà mình phải đi bắt người ta phải đi làm những cái điều mà ngoài cái ý muốn của mình. Đấy. Đấy. Thì cái mà đã ở cái trại của bên ấy, nó là bên lấy Phú Bình với Phú An lại nghe rất là nghĩa là bình an, thế mà trong cái đời sống của các tù ở trong đó thì rất là khổ sở. Có ghi mấy hình ảnh mà nhà các cái phái đoàn thôi. Có, đã có bác, quay phim chụp hình hết. Nghĩa là thượng nghị sĩ Mỹ nó sang. Đã đó. có đầy đủ hết. Có lên live stream, tại vì chắc các bác bị nằm nhà thương bác không để ý thôi. Tất cả đều có, vẫn còn giữ ở trên cái live stream của Facebook KBC Hải Ngoại. Nhưng mà chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên YouTube sau. Thì cái mà cái lần thứ ba đó tôi gặp bác Vịnh ở trong cái nghĩa trang Hàng Dương. Thì tôi có phỏng vấn ông Vịnh khoảng chừng 30 phút. Mà ông Vịnh là cái người được bố trí đi ra. Vâng, cũng lúc rồi cùng với lại tức là trong cái cuốn phim đó là ba người nghệ sĩ Thanh Thúy là cái người đóng cái vai cô Võ Thị Sáu thả con chim bồ câu ở ngoài biển rồi và đi lên trên chùa, cũng đi lễ trên chùa. Thì trong cái hình ảnh đi lễ trên chùa thì cũng ba hình ảnh của cô Thanh Thúy, hình ảnh của nhà báo là một người bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và hình ảnh của ông Lê Quang Vịnh là một giáo sư cũng Việt Nam Cộng Hòa mà nhưng mà bị tù 14 năm Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà có tư tưởng là cách mạng tiến bộ. Thì cái lần thứ ba thì gặp nhau ở trong nghĩa trang Hàng Dương thì gặp ngay cô phóng viên, một cô phóng viên của một đài truyền hình, cô mới mời hai bác đi thăm của Võ Thị Sáu. Thì chúng tôi đứng ở trước cái mồ của chị Võ Thị Sáu. Thì đặc biệt là bác Vịnh đang giới thiệu. Vâng, chào ông Nguyễn Phương Hùng. Vâng, tôi Lê Quang Vịnh, cái người tù Côn Đảo là 14 năm. Đây là mồ của chị cô Võ Thị Sáu. Ông vừa nói tới đó thì lúc mà nói chuyện bữa nay thì cái nhưng mà lúc mà kể chuyện lại, lúc kể lại cho Lại ăn đó, buổi tối mới lại mấy người nghe đó, hôm qua đi bác sĩ đó, nó còn nổi da gà lên. Tự nhiên như có một ai đó đẩy cái cánh tay lên, chỉ trong vòng là 1-2 giây thôi thì cái cánh tay của tôi nó quàng lên trên vai của bác Vịnh. Thế là hai người ôm nhau khóc. Cái điều này nó không nằm trong cái hoạt cảnh, nó không nằm trong kịch bản. Đúng. Không có nằm trong kịch bản, tại vì có lẽ là đạo diễn họ không muốn rằng á một ông Việt Nam Cộng Hòa giờ bắt ông làm cái chuyện đó, hoặc là một ông nữa là cộng sản phải làm ôm một người chiến sĩ của nhà có vẻ là đóng kịch quá không được. Cái này họ không nói đấy. Hoàn toàn không có, tự nhiên nó một cái sự xúc động. Và bác Vịnh bác nói rằng lần đầu tiên tôi ra đây tôi khóc. Cái này mà bác đã từng ở tù đó rồi. Rồi bác Vịnh cũng đóng thêm một vài cái cảnh, bác kể lại cái thời gian bác ấy, thì những cái thời gian mà bác Vịnh làm đó thì tôi đi qua cái trại tù khác, đi theo một cái phái đoàn khác. Phái đoàn họ đi xe buýt thì nghe nói là nhà báo hải ngoại thì họ nhường cái ghế đằng trước đầu tiên để mình ngồi mình quay xong rồi qua bên kia, xong rồi quay trở lại chỗ mà lò vôi đó, thì bác thì nó nằm ở tuốt là cái chỗ bây giờ thì điều lò vôi là cái địa điểm nó gọi bãi biển nè, nó làm được cái bãi biển đó. Nhưng mà đó có rất nhiều công sự để cho mà lính mà tập mà ấy thôi. Cái những cái đường hầm bây giờ tôi mới nhìn thấy những đường hầm của những người mà không thấy các bác nói về cái Ma Thiên Lãnh. Dạ, không thấy đề cập tới Ma Thiên Lãnh. Cái đường lên cái ngọn núi đó. Dạ vâng, trên đó thời Việt Nam Cộng Hòa đã đặt một cái đài kiểm báo. Dạ vâng, họ có nói thôi chứ không đi thăm. Dạ. Và hình như là bây giờ không cho lên, không biết là không thấy đề cập tới nữa. Thì đó là những cái mà để chia sẻ. Đặc biệt là từ 10 giờ đêm, nếu quý vị đi thăm cô Võ Thị Sáu vào nửa khuya là sẽ không có chỗ đứng. Tại vì bà con ra đó là cứ nửa đêm, ngày nào cũng như ngày nào. Và đặc biệt là ngày 10, ngày rằm và ngày mùng 1.
bà con ở trong thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các tỉnh ở trong miền Nam ra rất đông. Chúng tôi gặp được cả phái đoàn ở ngoài Bắc họ cũng đi này kia. Thì bắt đầu 10 giờ đêm thì ở đó họ kinh nghiệm rồi, thành cái đài truyền hình bảo thôi 10 giờ mình đi. Thì máy bay vẫn bay từ thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, bay từ thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày 4 chuyến. Mỗi ngày 4 chuyến. 4 chuyến ra nó là biết mỗi một chuyến là tối đa được 70 đi bằng máy bay ATR 172 đó, máy bay của Nga một cánh quạt. Vâng vâng, nhà Tupolev. Có vâng, Tupolev có một tiếng đồng hồ, chạy một tiếng đồng hồ tới. Nhưng mà đó cái bà con đi á, nếu mà đi 12 giờ đêm là chật ních. Và cái đài liệt sĩ đó, ta là thức ăn hàng ngà xa số. Mà tôi ngồi tôi nghĩ lại cái hôm mà ở đây mùng 4 tháng 9 mà ông Phan Thị Nhơn ra thông cáo, bà con xin bà con là xôi gà, xôi gấc, bất cứ xôi gì, xôi vò rồi thịt heo, thịt gà quay, thịt heo quay để kia ra, rồi trái cây ra, rồi xin $1 để cho cái tượng đài Trần Hưng Đạo. Và tôi nói là giá mà đây chỉ cần một cái góc ngông này ra đấy và cho bên hải ngoại này rồi. Thì đó là một cái ấn tượng. Tôi nghĩ rằng tôi không có ân hận gì hết, là sau khi tôi đóng cái cuốn phim này xong và tôi cảm thấy rằng tôi tâm hồn rất là thanh thản. Thành ra mình về mình có lẽ hôm qua ông bác sĩ gia đình ông nói anh Hùng, cuối cuộc đời anh mà được một như vậy, cái chuyến đi này đó, một chuyến đi đó nó có lẽ là lịch sử trong cuộc đời của không riêng gì anh mà bất cứ người nào Việt Nam nào cũng không phải là dễ có được. Chứng tỏ là APEC nó thành công. Dạ, vâng. Quá hay. Vâng, thì và cũng trong cái cuốn chuyến đi này tôi lại học thêm được một cái nữa. Cái đền vua Kinh Dương Vương đó, tức là Sùng Lãm, bố của Lạc Long Quân đó, ở ngay Bắc Ninh. Ở ngay Bắc Ninh mà tôi đã đi làm được cái phóng sự đó. Và nhà nước Việt Nam đang bỏ ra 500 tỷ tiền triển Việt Nam xây cổ loa để vâng vua An Dương Vương xây đền cổ loa. Thì cái nơi đó là được xác nhận, các nhà khoa học đã xác nhận là chỗ đó là cái có hài cốt của Kinh Dương Vương. Và gần ngay đó thì có một cái chùa gọi là chùa Bút Tháp. Đấy. Chùa Bút Tháp đó cũng là một cái địa điểm rất là lịch sử ở Bắc Ninh. Và ngay bên cạnh đó nữa đó, lại có là đền thờ của cụ Sĩ Nhiếp. Sĩ Nhiếp là người Tàu nha. Bị ông bỏ, ông bị từ quan trong rồi đi qua Việt Nam ở. Và đặc biệt là tại sao những sự đóng góp văn hóa của cụ như vậy, mình chưa có một con đường nào gọi là đường Sĩ Nhiếp ở Việt Nam. Thì ở xã Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh, và tôi lại được vào trong cái làng tranh Đông Hồ. Vào trong cái làng tranh Đông Hồ thì bây giờ ông rất là lớn tuổi rồi. Và ông nói là bây giờ, hiện tại bây giờ ông có khoảng chừng 1000 cái tác phẩm khác nhau về tranh Đông Hồ. Và đây là cái tranh làng tranh Đông Hồ nổi tiếng nhất. Trên giấy gió, không phải phải gì. Vâng, thì bây giờ thì anh em xong phạm có việc anh phải... Xin lỗi các trang bạn ở Việt Nam và ở hải ngoại. Xong phạm có công chuyện phải đi. Và... Những cái mà tôi trong thời gian dành cho cái đi thăm bắt cuộc Nguyễn Văn Bảy, tức là phi công MiG-17 ở dưới Châu Đốc, đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi một mạch xuống là 4 tiếng. Đi coi là gần như địa đầu. Thì cái mà... Vĩnh Long không, ở Châu Đốc. Châu Đốc quá khỏi Vĩnh Long luôn. Nó có hai đường, thì đường tay trái là đi vào Vĩnh Long thì gần ngày đó rồi. Còn từ Vĩnh Long mà đi vào tới Châu Đốc còn thêm một tiếng nữa. Thì bác Bảy bác nói như thế này, nguyên văn của anh Nguyễn Quang Chánh như viết: đời tao có duyên với số 7 nghe, ba chìm bảy nổi. Bác Hồ thì có duyên với số 9. Nghe đây, bác sinh năm 1890, bác sinh ngày 19 tháng 5, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9, bác mất ngày 2 tháng 9 năm 69. Còn tao thì tên là 7, năm 17 tuổi tao đi bộ đội, tao học bổ túc 7 ngày xong 7 lớp, lái máy bay MiG-17, bắn rơi 7 máy bay Mỹ sau khi bị bắn 7 lần.
Ông bị bắn 7 lần mà không là nó bị rơi. Được phong tặng danh hiệu anh hùng năm 1967. Đẻ thằng con trai đầu năm 1967. Và năm 2017 đáp máy bay qua Hoa Kỳ giao lưu với phi công Việt Mỹ ở San Diego. Hôm nay tôi bổ sung cho ông thêm một sự kiện. Ông ăn nhậu với thằng Chánh tháng 11 năm 2017. Vậy thì tôi phải thêm nữa. KBC Hải Ngoại đến gặp bác Bảy cũng năm 2017. Ông cười thật hiền lành và bảo, mày còn phải về đây nhậu dài dài với tao chứ, Chánh. Vâng, tôi sẽ còn dài dài về nhậu với ông trong ngôi nhà đơn sơ ấy, với lòng kính trọng của một người anh hùng giữa thời bình. Tuy nhiên, nhờ vậy mà tôi lại biết được có một điểm cụ mộ của cụ phó bản Nguyễn Sinh Trách ở Châu Đốc. Vĩnh Long. Châu Đốc chứ không phải Sa Đéc. Không, ở Châu Đốc, không phải Vĩnh Long bác. Thấy chưa, tất cả chúng ta đều lầm. Thì sáng ngày nói chuyện với Đỗ Dũng lại tưởng là Nghệ An, mà tôi cũng tưởng là Nghệ An. Rốt cục thưa bác, ở Châu Đốc dạ thưa bác. Ở Mã Ông Già Bác Hồ là cái nơi mà trong chế độ Ngô Đình Diệm cũng không đụng tới. Dạ vâng. Để đánh đổi một cái. Vâng. Thì đặc biệt là cái mộ đó là vẫn bây giờ được xây lên cho nó trưng tấp và rất là hoành tráng. Thì tôi đã được đi vào trong KBC Hải Ngoại cũng có cái livestream đó. Thì cái một cái điều này nữa đó là hy vọng rằng là các ông cộng đồng mình nên đi về thăm khu du lịch Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng. Thì anh Dũng gọi là Dũng Lò Vôi đó, ông xây một cái khu du lịch Đại Nam rất là đẹp. Là mấy năm rồi. Và rất là tâm linh. Thì trong đó, đó nói thật rằng á. Có cả chuồng, có cả sở thú rồi đó. Và có cả sở thú, còn rộng hơn là sở thú. Không phải rộng hơn nhưng mà có nhiều thú hơn là sở thú ở Los Angeles và San Diego. Đấy. Và đặc biệt á là có một cái anh cái dã nhân ngồi đó, tôi không dám ví với này. Nhưng mà tôi nói rằng cái ông này chắc là mang từ cái sở thú bonsa về. Dã nhân ngồi đó. Dã nhân ngồi còn gái này giống như Trần Văn Hương nữa. Ngồi buồn gái hắn gái lăn tăn của Trần Văn Hương làm thơ này. Thì chỉ cần một cái cổng của Đại Nam thôi đó là nó hoành tráng gấp là triệu lần cái tượng đài cái là Trần Hưng Đạo của ông Andrew Đỗ và của ông Phan Thị Nhân. Thưa quý khán giả, các ông nên đi về khu Đại Nam này, các ông nhìn đi, đó là cái khu Đại Nam họ làm như nào. Nhưng mà không phải riêng khu Đại Nam và tất cả những cái đền miếu ở Việt Nam bây giờ đó, nơi nào được UNESCO công nhận là di sản của văn hóa đó, nơi đó đều được nghĩa là được tân trang lại. Ngay cả chùa Dâu ở ngoài Bắc Ninh cũng vậy, cũng là được tân trang ngói bây giờ đó, là nó làm cho cái đà nó cong lại như thế này. Bây giờ đó họ đã lần lượt họ thay lại hết. Bác Cường nên về Bác Cường. Thật sự nếu quý vị muốn đi thăm những di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, quý vị phải về miền Bắc. Tôi có thăm khu du lịch này. Bác có đi thăm trong khu du lịch. Vâng, nó có từ lâu rồi. Đúng rồi. Khu Đại Nam. Tôi vẫn muốn đi để tôi được cái Tràng An. Dạ. Thì cũng nói sơ qua với các bác là cái chương trình hoạt động là 33 ngày. Ngày 27 tháng 10 là bắt đầu rời đây. 26 tháng 10 bắt đầu rời Los Angeles. Bay qua Hà Nội là 27 tháng 10. Ngày 4 tháng 11 thì bay vào trong Đà Nẵng. Ngày 11 tháng 11 bay ngược lại ra Hà Nội. Ngày sáng ngày 12 bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 17 tháng 11 bay ra ngoài Côn Đảo. Rồi ngày 21, sáng 21 bay từ Côn Đảo về lại thành phố Hồ Chí Minh. Chưa kể những cái đường đi bộ. Mà năm nay các bác là em 71 tuổi rồi.
mà vẫn cứ đeo ba lô mà đi suốt dọc hành trình. Cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, các nhà doanh nghiệp. Mỗi một ngày một chiếc xe hơi tới cửa khách sạn để đón em đi. Thì tất cả đều có lúc đi tới, đôi lũng bảo mà nhờ ông anh hoành tráng quá, một lúc mà hai chiếc xe, một chiếc xe chở anh còn một chiếc xe đi hộ tống đằng sau nữa. Và có lần thì ở Bình Dương, ngày 26 tôi đứng làm cảnh sát giao thông. Hôm đó thì hình như là công an cảnh sát thì ngày hôm chủ nhật không có chuyện gì, không biết tại sao rất là vắng, đường vắng. Thì bốn chiếc xe tải nằm kẹt ngay ở chỗ cây vòng xoáy. Thành ra tất cả mọi người thì đều dồn vào, thế là châu đầu vào nhau hết. Khoảng 5 phút em mới xuống, mà thôi bây giờ mình phải làm cảnh sát mới được. Xuống một cái thì bảo cái thằng lơ xe tải, cháu chặn đầu kia không, chú chặn đầu này. Thế qua chặn thì vừa chặn thì vừa cầm cái điện thoại mình làm live stream luôn. Thế rồi cái chặn xe lại, xong cho xe này đi qua. 5 phút đồng hồ giải quyết tất cả cái khu vực này, tất cả xe cộ chạy thông thua hết. Thì kiếp trước làm cảnh sát giao thông. Nhưng mà đấy, cảm ơn cái anh vợ chồng anh Xuất Ánh rất là hiếu khách, rất là hiếu khách. Ngày hôm đầu tiên anh đón cả đoàn nhà báo, anh đón không phải đoàn nhà báo, đón có một mình cao bên rẻ ngoại thôi, qua anh Vũ Cảnh. Xong rồi cái trong cái bữa tiệc đó anh mời nhiều người lắm, hai vợ chồng, cái nhà một cái đó, rất là rộng. Anh là sản xuất mỹ nghệ tượng đá Xuất Ánh, Xuất là tên của chồng, Ánh là tên của vợ. Thì hai vợ chồng anh ta là một cựu chiến sĩ Trường Sa, thì bà vợ là dân Việt Nam Cộng Hòa mà bây giờ rất là thành công trong ở chỗ Đà Nẵng non nước. Là rất nhiều nhà làm tượng đá rồi. Nhưng mà Xuất Ánh là một trong những cái nhà sản xuất mỹ nghệ về tượng Phật Bà, Quán Âm, tượng đủ hết, tượng đa số là tượng Phật này, rất là thành công. Thì ngày hôm mùng 9 là ông Vũ Hồng Nam, chủ nhiệm Ủy ban Người Việt, mời các nhà báo. Thì tôi tổ chức ngày mùng 8 mời tất cả các nhà báo đi tới dự tối hôm đó. Thì anh vợ chồng Xuất Ánh này cũng tình nguyện, tôi để bác để đó tụi em mời. Thay vì KBC ở ngoài bỏ tiền túi ra thì Xuất Ánh làm cái chuyện đó. Thì cái ngoài ra thì chúng tôi gặp rất nhiều người, nghĩa là chồng thì Việt Nam Cộng Hòa, vợ là bên miền Bắc, hoặc là chồng là bộ đội, vợ là miền Việt Nam Cộng Hòa. Rất nhiều gia đình, ngay cả gia đình anh Nguyễn Quang Chánh cũng vậy, cũng hai cái thế hệ. Nhưng mà họ rất là vui vẻ, đoàn kết. Và chúng tôi thấy rằng cái bây giờ trong nước, tôi có muốn đi gặp ông Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn về cái vụ lịch, cái cuốn lịch sử Việt Nam, về bỏ chữ Ngụy hay không bỏ chữ Ngụy đó. Thật sự bây giờ đó thì tôi về tôi nói chuyện với ban tuyên giáo này kia rồi, biết rõ ràng rồi. Cái đó là đề xuất của nhà nước và đã được thông qua và đã được phát hành. Đấy. Còn những người nào đó đồng ý hay không đồng ý bỏ chữ Ngụy đó là cái quyền tự do tư tưởng của mỗi một người. Đấy, nhưng mà rất buồn là cái mình lại lấy cái điều đó để rồi cái tự nhiên mình quay lại mình đánh phá nhau. Đấy. Và cả cái người ở bên hải ngoại này cũng vậy. Chúng tôi bây giờ thì chúng tôi không có thì giờ vào những công việc đó, chúng tôi sẽ làm những cái video trong suốt thời gian mà chúng tôi đi làm APEC cũng như là ở Côn Sơn. Thì chúng tôi không có đâm bàn về cái vấn đề Ngụy hay không Ngụy ở đây nữa, bởi vì cái chuyện là chuyện của nhà nước, họ đã làm xong rồi. Tuy nhiên có một cái chuyện là giáo sứ Thọ Hòa, bây giờ sự thật nó được phanh phui ra, thì chúng tôi nghĩ rằng trên mạng bây giờ đã có một số YouTube đã được làm, và những người tham dự ở trong cái giáo sứ Thọ Hòa đã quay ngược trở ra và nói lên cái sự thật. Thì chúng tôi cũng không phê bình cái chuyện đó, và cái đó chúng tôi để cho quý khán giả đánh giá, và chúng tôi cũng không quảng cáo cho cái YouTube nào của ai, chúng tôi không có đề cập tới. Quý vị tự mình
dùng cái kinh nghiệm cá nhân của mình trong cái vào trong cái hệ thống Facebook thì sẽ tìm ra cái sự thật ở trong đó. Đó là câu chuyện ngày hôm nay chúng ta nói chuyện cũng khá dài, các bác còn cái điều gì để chia sẻ? Ok, vừa rồi anh nói mấy cái chữ hoành tráng đó. Thế thì cái Đại Nam hoành tráng và cái APEC cũng hoành tráng. Nó có cái thế này là ở đây nó mới có một cái nó gọi là cái băng ca nhạc video video nó gọi Gloria vinh danh đó, sáng danh đó, sáng danh video 3 của mình sự Nguyễn Ngọc Ngạn. Vâng, hợp tác với Nguyễn Ngọc Ngạn đi vào nhà thờ gì đó, San Coloben hay là nhà thờ gì đó, và nghe nói nhà thờ kiếm. Không, nhà thờ, một trong cái nhà thờ ở đây thôi. Mà nhà thờ mới thành lập. Không, nhà thờ cũ này là băng. Nhà thờ thì cái câu chuyện là ngoài cái câu Trương chuyện Biểu Diệp. Vâng, không, ngoài cái không, câu không chuyện mà nó hoành tráng như thế đấy, thì cái vé đó bán những các cái vé đó mà không biết rằng thì là 70 hay là gì đó. Yeah. Mà còn có những cái vé đặc biệt, ví dụ như là 100, 200 không kể, 5.000, 10.000, 20.000. Đúng không ạ? Công giáo bắt đầu xòe cái hoành tráng của mình. Đúng không ạ? Bắt đầu nói lên cái vai trò tài phiệt, cái quyền lực của công giáo. Đây là cái lúc mà họ biểu dương bên cạnh cái họ không làm vậy thì làm sao họ có tiền cho Formosa được đấy. Vâng, đấy, và thành ra đó cái câu chuyện là mình mới thấy rằng thì là khi mà chủ tịch nước đi gặp Đức Giáo Hoàng thì hai quý vị đó có đặt vấn đề với nhau, nhưng mà cả hai quý vị đó đều thấy rằng khó thực hiện lắm. Chúng mình chỉ nói với nhau một cái số những các cái nguyên tắc để mà thông cảm với nhau thôi. Cho nên cái câu của ông Giáo Hoàng, ông ấy nói đó, chẳng thà đừng có đạo còn hơn là lá mặt lá trái. Lá mặt lá trái tức là nói về cái quỹ hy vọng của tất cả những các cái bọn này mà quyên tiền quyên tiếc rồi để mà gây quỹ cho Formosa đi kiện thì đó. Đấy là những cái loại lá mặt lá trái đấy, thành ra thì anh nhưng mà mình mới hiểu rằng thì là khi mà công giáo Việt Nam mà họ bắt đầu họ thấy rằng nguy hiểm tới cái lúc mà dồn họ vào chân tường rồi đó, Đức Giáo Hoàng cũng có thể là gặp bế tắc, thì họ làm một cái chuyện nó rất họ biểu dương cái lực lượng, sẽ còn biểu dương nhiều cái hoành tráng của họ nữa. Tôi nhìn cái mặt trái của vấn đề, biểu dương cái hoành tráng đó là để mà gỡ cái mối hiện tại đang bế tắc. Giáo hội cũng, Vatican thì cũng muốn bỏ họ rồi, nhưng mà Vatican cũng có những cái bế tắc của Vatican. Đấy là chúng ta theo dõi, chúng ta chờ xem cái câu chuyện mà cây mùa xuân để về gây quỹ đi về giúp dòng Chúa cứu thế mấy gì đó để mà chia sẻ đó. Thưa được bao nhiêu tiền, nó gọi là phú quý giật lùi, đúng không ạ? Vừa rồi mà quyên tới quyên lui rồi tới ngày này thì sẽ khóa sổ cái quỹ của năm vị tổng thống với đệ gì đó, thành ra 2-3 đài, 2-3 cái thứ quyên đó cũng không muối bỏ biển so với những các cái hoành tráng ở trong nước. Thành ra chính những cái người đứng sướng xuất ra nó thấy tủi thân,
thấy rằng thì là mình bây giờ nó vào cái chợ chiều rồi, và cái ván bài nó lật ngửa. À, tới giờ này mình đã chót theo lao thì phải theo lao thôi, chứ còn thì chẳng đặng đừng. Đây là cho nên cũng xin Chúa ban cho họ cái sự bình an tâm hồn trước khi họ nhắm mắt như Bùi Bảo Trúc, không ạ? Nhắm mắt cần phải có cái hội vuốt mắt, chúng vuốt mắt nhau, bạn vuốt mắt tôi vuốt mắt bạn. Chứ còn thì nếu tôi cứ dựng ngược lên, tôi đặt vấn đề phản biện này phản biện kia, rồi các quý vị phản biện này phản biện kia, thì thực ra chúng ta là nạn nhân của thời cuộc mà thôi. Cảm ơn quý vị. Có độc giả hỏi bác Cường này, thưa bác Hùng, vừa qua cháu có xem bộ phim The Vietnam War. Tập 1 đoạn đầu phim có nói sơ lược về nạn đói năm Ất Dậu. Cháu đã được bà ngoại kể nghe một số ký ức về thời điểm đó. Bà cháu mới mất 2 tháng thọ 94 tuổi. Cháu có tìm hiểu trên Google được một số thông tin, trong đó có một bài thơ làm cháu rất xúc động, đó là bài Truy điệu những người lương dân chết đói của giáo sư Vũ Khiêu. Đọc trong bài thơ đó mà nhớ lại câu chuyện của bà làm cháu không cầm được nước mắt. Nếu điều kiện cho phép, cháu xin bác làm một thiên phóng sự hoặc hồi luận về sự kiện đau thương đó của dân tộc cho những người như cháu hiểu biết thêm rõ ràng về lịch sử. Mong sớm được thấy tin bài mới của bác trên kênh KBC Hải Ngoại. Kính cảm ơn. Thì có lẽ là bữa nào mình phải có một buổi nói chuyện về cái nạn đói Ất Dậu. Bác Phương với bác Cường là người đã có rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề này. Vâng, mình lại ở ngay cái thủ đô Hà Nội cái lúc mới mười mấy tuổi. Nhưng mà tôi là con út trong gia đình, và gia đình thì đều là lớn tuổi rồi. Sáng mở cửa ra một cái thì lại thấy một cái xác chết, hai cái xác chết núp ở dưới cái hàng hiên nhà mình. Và các cái đội cứu đói cứu điếc của sinh viên sinh viết thì là chở bằng xe bò mấy cái xác chết. Mà mấy cái xác chết đó vì nó đói đó, cho nên nó khô, không còn một tí mỡ, tí thịt nào cả. Mà nó đen. Vâng, nó đen, mình mới thấy là thì là cái lúc bây giờ nó cần, nó lấy hết oxy, nó lấy hết mọi thứ rồi, không còn một tí gì nữa. Thành ra cái xác nó không còn thối được nữa. Không còn gì để thối. Vâng, đó, thành ra. Và vì vậy mà khi mà Nhật Hoàng đi thăm Việt Nam đó, tôi có đặt cái vấn đề. Mấy cái người này mới nói ra, tôi nói là vật Nhật Hoàng không có quẩn, phải không ạ? Mà ông ấy thăm Việt Nam vào cái tháng 2 năm vừa rồi, phải không ạ? Năm trước vừa rồi. Là bởi vì rằng ông ấy biết là cái nạn đói năm Ất Dậu đó, lúc bấy giờ nước Nhật đương cai trị. Và đấy mới là cái sám hối của nước Nhật. Nước Nhật ở đấy. Cái ý nghĩa sâu xa của cái vấn đề nó là như vậy. Chứ không phải là gì là đi du lịch Việt Nam để Việt Nam thắng cảnh ta kia. Thì là vấn đề người Nhật thấy mình có trách nhiệm. Lúc bây giờ, cái lúc mà nước Nhật lúc bây giờ là đuối quá rồi. Không còn để trở về chính quốc để mà lấy viện trợ súng đạn nữa. Thì mới ra lệnh trồng đay để mà làm thuốc súng đó, cùng với lại Diêm Sinh để làm thuốc súng. Thì các cái quan quân Việt Nam đó nghe thấy giao cái chỉ tiêu này đó, thì là các chi phủ chi huyện Việt Nam đó thì nghĩa là răm rắp một lòng, đều là bắt phải nộp tất cả cái này. Cho nên những cái ruộng lúa đương trồng dở rồi cũng gặt đi mấy gì nữa, sợ hãi quá đáng. Do đó mà nó mới xảy ra cái Ất Dậu. Và cái trận đói đó, cái năm đó là trời làm cái thiên tai vô cùng lạnh. Và chết đói chỉ trong 3 tháng đó, nó gọi là 3 tháng giáp hạt. Tức là chờ cái lúa mới. Cái lúa mới nó lên đồng đồng rồi, có sữa rồi. Nhưng mà bây giờ trồng đây. Thành ra do đó tất cả những dự trữ trong kho không còn được. Thành ra nó ngoài kế hoạch. Đấy là cái... Và sắp tới đây thì tôi biết ở bên Việt Nam đang chuẩn bị để làm một cái 50 năm một thực.
thì là cái sự kiện này cũng là thành lập sự kiện lớn. Vâng. 50 năm một lần. Công dân về ở trong quán cà phê thì anh thì cũng có người mới hôm vừa rồi đặt cái vấn đề là Tết Mậu Thân mới lại vành khăn tang cho Huế của Nha Ca, phải không ạ? Thì nhân đây bác Phương đặt cái vấn đề 50 năm Mậu Thân thì những các cái quý vị mà chống cộng ở đây là vì cứ thấy tôi cộng tác với KBC hải ngoại với tôi hay lê gì đó nó ra bàn tôi nó chất vấn phải không? Ra bàn chất vấn rằng thì là anh có biết rằng thì là nghĩa là chết bao nhiêu ngàn người ở Huế không à, không ạ? Tất cả những cái gì đó, cái bàn tay khát máu, rồi thì là nghĩa là tất cả những các cái tù binh bị quấn tay bằng dây kép thép gai, rồi thì là lấy rìu búa đập đầu mấy cái người đó, và rồi thì là có cả mấy giáo sư đại học Huế người Đức người Điếc cũng giết. Thưa, để cho trả lời một vài cái vắn tắt. Tết Mậu Thân xảy ra 1968 cho tới năm 1975 Cộng sản mới chiếm đi vào miền Nam. Chúng ta Việt Nam Cộng Hòa có 7 năm, gần 7-8 năm để kiểm kê. Nếu không nói rằng thì là nói dư, nói thừa, phải không ạ? Đổ lỗi tất cả mọi cái thứ đó, làm sao mà cái vụ đó nó xảy ra. Mình phải hiểu rằng tại sao chọn cái ngày Tết Mậu Thân, cái ngày mà ngưng bắn. Cái này tôi trình bày đó, và nó liên quan tới ông Võ Đại Tôn. Cái Tết Mậu Thân đó hình như cái hồi đó cái tình hình chiến sự của Việt Nam Cộng Hòa cũng yếu lắm rồi, và người ta mới định làm 3 khúc từ vĩ tuyến 17 đi vào tới Phan Thiết tới Nha Trang đó, vĩ tuyến 13 đó là trái độ, trái độ tức là làm vùng trung lập, vùng trung lập và cắt làm vùng trung lập chứ không phải là cho cộng sản gì hết. Và rồi thì là miền Nam từ vĩ tuyến gì mới vào trong miền Nam, và ngoài Bắc thì là của cộng sản, thì là cái vùng trái độ đó, cho nên chọn cái đó. Và ở đó đó cho nên hai mươi mấy ngày mà làm chủ tình hình đó, thì là nghĩa là Tòa án Nhân dân rồi làm tất cả, có Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân vân vân, tất cả những cái đó là người ta thấy rằng thì là đây là cái dịp mà kể cả mấy ông thượng tọa, mấy ông gì đó, tức là đây là cái dịp mà nước Việt Nam coi như là ngưng bắn và đã có một cái thỏa thuận ngưng chiến tốt quá rồi. Thế nhưng mà nó chẳng bay là cái đánh giá cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa thấp quá. Cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa không biết lúc bây giờ làm sao, nó lại phản công, nó đánh. Thành ra đó tất cả cái ban bệ mà đình chiến, đình chiến đó, ban bệ cái trái độn đó là đành bỏ chạy, đành bỏ chạy. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa nó đuổi, đành bỏ chạy. Và Cộng sản Việt Nam đó thì mấy cái người mà tù binh đó đương bị giam cái gì đó, mấy cái người tù binh đó thì thấy là nhìn thấy là biết là cộng sản nó đương bỏ chạy, thành ra họ không chịu đi theo cộng sản nữa. Chính những người tù binh đó, đó chống lại cái bọn cộng sản nó dắt mình đi, và vì vậy cho nên mới có một cái sự giằng co đánh nhau giữa hai bên, đánh nhau giữa hai bên. Và rồi sau đó đó thì người Mỹ nó mới pháo của Mỹ nó nhảy vào, nó bắn vào mấy cái khe gì đó, đấy là cái chết nhiều là do cái pháo của Mỹ. Cái lúc đó đó là hầu như là coi như là Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đáng nhẽ là bị thất thủ rồi nếu mà không tấn công. Chơi đưa đường bạn một chút ạ, giả thì cái nhau. Nếu mà đó
không tấn công vào tòa đại sứ Mỹ thì có lẽ là cái cuộc ngã ngũ là tại vì tấn công vào tòa đại sứ Mỹ thành ra bên Mỹ nó mới cái tại vì tấn công vào tòa đại sứ coi như là tấn công vào cái tức quốc là, gia tức là Mỹ không còn một chỗ nào yên thân nha đấy thành ra là nhà Mỹ bắt buộc phản công và như là bác nói là ngoài Huế đó là coi như là ông Ngô Quang Trưởng lúc đó là tư lệnh sư đoàn 1 chưa phải là tư lệnh của quân đoàn 1 nữa thì ông Lê Quang Lưỡng là người tới cứu ông Lê Quang Lưỡng dẫn cái lữ đoàn nhảy dù vào cứu thì ông Ngô Quang Trưởng báo là nếu mà không kịp là ông Ngô Quang Trưởng sẽ bắt buộc phải một là bị bắt hay là bị tự tử tôi thấy từ đấy tôi đã mình còn thì giờ để mình chuẩn bị một số tài liệu là mình nói như thế đó. Dạ vâng và về cái tin mà bác nói là Mậu Thân là tức là năm 2018 này đấy 2018 là 50 năm đấy. Đúng rồi thì Tết năm nay Tết năm 68 thành ra năm thì về ông Võ Đại Tôn dạ, vâng. Thì bởi vì vâng, rằng bác. Thì là à bởi vì rằng thì là ông Võ Đại Tôn thì cái người phát ngôn viên của ông ấy ở đây đó là luật sư Trần Sơn Hà đó. Bây giờ đó thì cứ đặt cái vấn đề rằng khoe là ông Võ Đại Tôn đã nghĩa là dùng khổ nhục kế cũng là đi lăng Bác Hồ, Bác Hiếp vân vân. Xong rồi để cho họp báo thì họp báo ông ấy phản cung. Ông ấy phản cung để ông ấy nói tất cả cái sự thật của Cộng sản. Nhưng mà theo cái nhận định của tôi và của dư luận đó thì Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ nó định đánh Thái Lan. Và nó để ông Võ Đại Tôn đi ra. Để ông Võ Đại Tôn kể chuyện rằng mình đã thăm bộ tư lệnh Thái Lan thế nào. Và Thái Lan đứng đằng sau cái phong trào đó để mà xâm nhập Việt Nam. Do đó mà Cộng sản Việt Nam sau khi đánh Campuchia nó định đánh Thái Lan. Và nếu mà đánh Thái Lan đó, người Việt Nam nào cũng rất thù Thái Lan. Đúng không ạ? Các thuyền nhân Việt Nam bị hãm hiếp ngay trong lịch sử Việt Nam đó là cái bọn Thái Lan nó cũng đã nhiều lần nó xâm lăng Việt Nam. Vâng. Nó cũng rất là ác. Nếu mà Việt Nam hồi đó mà đánh Thái Lan đó thì chỉ làm chủ Thái Lan không cần 10 năm như bên Campuchia, chỉ 3 năm thì mang tất cả những cái thằng thuyền mà hãm hiếp người Việt Nam đó sẽ mang nó ra xử. Đây nó là một tội ác của nhân loại. Kể cả những người chống cộng cực đoan này nữa họ cũng là đồng ý cái chuyện đó, tại vì họ cũng là coi cái Thái Lan là kẻ thù. Nhân tiện bác nói chuyện đó đó thì trong cái bữa tiệc mà với lại thứ trưởng Vũ Hồng Nam đó có tất cả các nhà báo.